Xin chào các bạn. Cá này nó bị ngợp, mình phơi nó mới ngon nè. Mà cái này cá đồng đó chị, cá đồng. Cá chuối nè, ngâm nè. Mày cá nấu chuối hả? Cá gì nấu chuối? Mày con cá gô hả? Cá gô vậy nhân gỡ nó kêu gô gô. Rồi xé cho Đức luôn à. Mình phơi, mình chờ cho nó khô rồi mình làm món gỏi xoài khô cá lóc. Xẻ ra vậy nè, phơi cho nó mau khô. Ngồi rửa lại tốt mấy cái chỉ nè. Chị nhưng mà chị không được làm vậy nha. Con bự cắt đầu bỏ, con nhỏ thôi để cái đầu luôn. Thương này bỏ. Cái này phơi giống cái này, thấy quá hơi trong cái gỗ. Làm gì ra nó bịch tới dưới này. Phơi chuối khô cũng vậy. Phơi chuối. Bề trên nó khô, bề dưới nó ẩm cái qua cách qua bữa xào cái nó mọc. Đỡ đi, chưa nắng lên này mình chở lại liền cho nó gáo. Mất nữa đâu. Chị xin cho. Chua, đường hơi nhiều.
Làm mắm đường chấm xoài hả? Cái mít này là của cái chị kế bên nhà mới cho này các bạn. Mít này cũng ngọt, ngọt thơm lắm. Cái nước mắm này mình chỉ có nước mắm đường với lại tỏi thôi. Thường như trong gỏi có đâu có tỏi đâu đúng không? Không có. Thơm. Chưa con miếng này. Ta làm sao không biết cái nhà này ăn là trong gỏi không phải đâm tỏi. Ăn quen rồi. Nguyên liệu góp phần thêm cái hương vị đó chính là rau găm. Sau khi mình nấu nước xong thì mình có được một ít than, giờ mình nướng mấy cá lóc. Khô cá lóc này nó hơi nhỏ, nó nhỏ rồi phơi nó còn khô nó nhỏ thêm. Trong gỏi là ngon rồi. Nóng quá. Để lạc á hả? Này mình trong gỏi là nó vừa ăn rồi. Chấm vừa ăn rồi. Thầy hưởng. Thầy tay rồi. Thầy xúc. Này nước mắm không hả chiều? Mắm với đường hả? Với mắm là dễ ăn cơm nhất. Món nhậu bình dân đây. Mời cả nhà dùng cơm. Dùng cơm này món của mấy ăn nhậu. Món của mấy ăn nhậu. Mấy ăn nhậu dễ này là xỉn rồi. Nhiều đầy đủ rồi ha. Cho mẹ nè. Ăn cho dở trời ơi. Tính thắng con ăn được đâu. Cay nữa. Cái này hả? Cái này nó ngon trời ơi. Ê, trước khi ăn trời ơi em ăn miếng gì trời. Quên mò cái nhà dùm cơm. Rồi dùm đi. Rồi cá nhà dùm cơm. Trời ơi, chấm mấy người.
kiểu nó ăn ngon, trời ơi nó ngon gì đâu. Thôi đi. Nhỏ mình để tí rồi chứ. Trời ơi, nó ngon rồi đó. Anh lớp cái nhà con kêu là con nghe là mua ta. Có ngày gặp ai cũng đặt đặt heo mà heo mới được nhiêu tiền nữa. Nhiêu tiền không, sẽ khơi cho. Ngon rồi. Cho má hai gì nữa nè. Cho má hai chiếc nắng. Cho chiếc đầu. Có tiền nữa không? Mua cái áo. Bấm đầu. Bấm con. Đứng nữa mua. Ngồi qua bên đây nè. Cứ ngồi rồi. Ngồi ở đây con cho ngoại ngồi. Ngồi xa thôi à. Đem đây. Quả sao bị mũ cắn. Nổi nó cho là hai. Quả quạt mũ cắn thì bà sẽ ăn được. Hư rồi đó, dây dài. Đây đó vậy nói mà. Vậy đó là nhân cắt ra làm hai. Cầm cái kéo nhấp này nhấp kia đi, ngay nhấp cộng điện cái cọc. Trời ơi, hơn cộng điện rút ra rồi, không rút là rồi. Không rút là tiêu rồi. Không hả? Hết biết. Lúc nó có nguyên vậy. Không hả? Thông báo nghỉ à? Thông báo hai ba hai. Đâu có bảo tới rồi, thông báo nghỉ á, coi chừng nghỉ á. Còn trường Thắng đi học hả? Bữa nay là Noel, bữa nay là ngày 24. Mình đang đọc báo thì cái tin bảo là nó sẽ 24 là nó ở ngoài biển nè, 25 nó sẽ gần đất liền nè, 26 là tâm bão nó sẽ đi ngang Cà Mau nè, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh miền Tây. Thì mấy đứa học sinh là bữa nay được thông báo là nghỉ học bữa thứ 2, thứ 3 luôn rồi, bữa nay là Chủ nhật. Thì mình hy vọng là sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đây là từ rất lâu rồi là bão nó mới đi thẳng vào cái khu vực miền Tây. Cái tỉnh Vĩnh Long mình đang ở thì nó chịu ảnh hưởng nhẹ thôi. Còn trực tiếp là cái tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng rồi nè. Đứng đâu Nguyên? Đi ra đây, xích ra đây. Rồi. Cảm ơn anh nhiều. Nó cháy hả? Đây gì được đâu. Quên kia ông Nguyên.
hang đá không? Rồi hả? Rồi quay mặt ra đây. Mai bé Nguyên vô nhà họ nha.